xin mời các bạn cùng đến với sân bóng chuyền hơi thôn Hòa Nhẹ này. Ở đây máy của chị nó cứ bị mấy hôm nay nó cứ bị rung này. Hòa Nhẹ gặp Quan Lộc. Đâu bố còn đâu? Bố còn đây. Ở nhưng cũng được vào đấy à? Bóng ngoài sân 3-2 cho Hòa Nhuệ. Có người ấy cơ. Mọi hôm loa đài cái nóng. Trần Thiếu phát bóng. Ô đánh 6 người à? Mà thế sân cứ đông đông thế. 4-3 cho Quan Lộc. Việt Anh cầm cô cái này này, con lấy cái điện thoại kia kìa. Cầm cho cô cái máy này, con lấy cái điện thoại kia, cái máy này nó rung quá. Cái cầm cái này đấy, con đé đấy, sao phải ôm hai cái bóng này gì cái mét này. Bóng ngoài sân 5-3 cho con nào. Để con lấy cái máy kia xem có còn được. Lại thêm một cổ động viên nữa đấy nào. Vẫn vượt qua tay đi. Bảy bốn cho Quan Lộc. À, sân con này nhặt bóng bóng cống à? Không cái cống nào không đâu. Anh Thiếu nào dạy cô Bình phát bóng đi nào. 14 cho con Lộc. Đó. Em dưng này. À giấy à? Bóng ngoài sân. Sáu chín cho Hòa Nhẹ. Kìa quá đấy con. Chắn là bóng tốt. 7-9 cho Hòa Nhẹ. Không bảy cho con Lộc. Trần Thiếu phát bóng.
Bóng ngoài sân 12-7. Hai có dùng. Tám mười ba cho hỏi nhuệ. Cô với tướng 13 là 2 à? Kinh chưa? Thế kinh gì? Mười, mười hai cho Hòa Nhuệ. Một chuỗi lên điểm của Hòa Nhuệ. Ba, 13, 10 cho con Lộc. 6 cầu thủ ở con Lộc đó là Trần Hiếu, Xuân Vĩ, Ngọc Hải, Trần Đám, Xuân Quỳnh và Đức Huy. 4, 14, 10 cho con Lộc. Bóng không qua lưới. 11, 14 cho Hòa Nhuệ. Cắt bóng không qua lưới. 15, 11 cho con Lộc. Mười hai, mười lăm. Khoa tâm ơi. Khoa các cô về hết chưa? Các cô ở thầy toán. Về rồi, về rồi, về hết rồi. 16, 12 cho con Lộc. Mười bảy, mười hai. Mười tám, mười hai. Mười ba, mười tám cho Hòa Nhuệ. Mười chín, mười ba. Con á, tấy răng không? Hay dùng? Bốn cái dùng á? Dùng liền cái bốn cái luôn. Này ăn vào cái gì hả? 20, 13, chắn bóng ra ngoài. 21-14. Con đang có mặt tại sân bóng thôn Hòa Nhuệ, xã Tiên Động, huyện Tư Kỳ, tỉnh Hải Dương để chứng kiến trận giao lưu bóng chuyền hơi nam giữa đội thôn Quan Lộc và đội thôn Hòa Nhuệ.
Qua xét một thì con Lộc đã thắng ở xét đấu thứ nhất với điểm số 21-14. Hai đội đang bước vào xét đấu thứ hai. Hòa Nhẹ đang tạm dẫn 2-0. Một hai cho Phan Lộc. À, 2-1 à? Đứng với Hòa Nhẹ dẫn 2. Nguyễn trưởng tướng ăn được ngay. Cô Bình mà gặp quả đấy là ăn rồi đấy trưởng ạ. Sơi tái đấy. Điểm số là 3-2. Bốn hai cho hỏi Quan Lộc. Chắn bóng ra ngoài. 3-4 cho Hòa Nhẹ. Ba ông cháu nhà Võ Nguyễn đang ngồi kia. Bốn đều cho Hòa Nhẹ. Hay. Trong video. Năm bốn cho con Lộc. Chắn bóng tốt. Năm đều cho Hòa Nhẹ. Đánh bóng ra ngoài. 6-5 cho con Lộc. Hay. 7-5 cho con Lộc. Đại gia Thấm đã đến. Chui cả sang sân bên kia. Đập bóng ra ngoài. 9-5 cho con Lộc. Thank you.
10 năm cho con Lộc. Ôi. 11 năm. Bấy cho con Lộc. Và nhẹ đập bóng ra ngoài. Tám mười ba cho Hòa Nhuệ. Và con Lộc đập bóng ra ngoài. 9-13 ra xem cặp cái máy tính của cô ở trên xe đánh máy cô xác cái cặp máy tính ở đây. Mười mười ba cho Hòa Nhuệ, một chuỗi lên điểm của Hòa Nhuệ. Mười một mười ba cho Hòa Nhuệ. Mười ba cho Hòa Nhuệ. Mười bốn mười hai cho con Lộc sau pha phạm lỗi chạm lưới. Hay. 15-12 cho con Lộc. Đập bóng đẹp. À, bóng chạm tiêu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giời. 82 quà đẹp, quá đẹp của Nguyễn Quang Huy. Mười ba, mười tám cho Hòa Nhuệ. Mỗi bên lên một chuỗi điểm. Hòa Nhuệ lên từ 7 đến 12. Quan Độc lại lên từ 13 đến 18. Mười bốn, mười tám cho Hòa Nhuệ. Mười lăm, mười tám cho Hòa Nhuệ. Mười chín, mười lăm. Hai mươi, mười lăm Hòa Nhuệ đập bóng không con đấy. Mười sáu, hai mươi. Hai mươi mốt, mười sáu. Xét trận đấu thứ hai kết thúc. Giờ con về đi. Ok. Bây giờ là Duy Thực vào sân, chỉ đỏ pin yếu rồi. Xin mời các bạn đến với xét thi đấu thứ ba giữa Quan Lộc và Hòa Nhuệ. 1-0 cho Hòa Nhuệ rồi. Đập bóng không qua lưới. 1-1. Xin giới thiệu với cả nhà, đây là Duy Thực số 2. Ôi trời ơi. Cụ ơi. Cụ này tí này mà không nhốt cụ ở đâu được ý. Chết gió này. Cái này nó bị hết pin rồi. Cái này thì mấy nay tự nhiên quay nhiều quá rồi nó cứ nháy hình này. Nhưng mà mình nó giấy chứ còn lúc xem màn hình cũng bị. Hôm trước thì không bị nhưng hôm qua là bị. Bình xương, bình xương. Chưa được xem Nam đập bao giờ. Chết rồi. Đông dạy, hai ông cháu dạy khai nhau luôn. Cứ nhảy dễ dọa tôi lên rồi. Ông không có đem gì cả. Đập bóng ra ngoài. 5-3 cho Quan Lộc. Chắn bóng thành công. 6-3. Nào có phát đi, nào có phát đi. Yêu ý cái gì. Bố Huy chạy sang kia bắt lại chứ. Kinh thật. Cái chân không dẻo bằng chân cô Bình rồi hay ạ. Cô Bình đá kinh lắm, từ bên đây sân sang bên kia sân cơ.
56 cho Hòa Nhẹ. Nhiều heo nhỉ. Được nghỉ trong vài cái này đáng nghĩa lắm nhỉ. Hôm trước là đánh đúng rồi. Hôm nay mới là đánh đùa. Hôm đánh đúng rồi. Cô bỏ chân đâu? Nhằm gương nó đúa cái phát rồi. Chết đồng chết. Dân thực phát bóng ăn điểm trực tiếp. May mà còn cái bài phát bóng thì không biết rốt cụ đâu được. Được. Cứ nhảy tự do buồn cười nhỉ. À dạ. À. Mười hai năm. Ngoài tiêu. Quả cao để dưới bắt, để hay bắt. Lấy đà. Đứng cao lên, đứng cao lên. Đứng cao lên. Ăn hay quá. Ngoài sân. À, chậm tay. Đây chậm. Này. Kinh độc. Dã man. Này còn chưa có hùng đấy. Anh như dã man. Kinh. Một trận chết. Hả? Cùng một trận chết. Anh chết. Anh tốt. Cào. Ô, có bác bên kia nhọc rồi sao? Hả? Có bác bên kia nhọc. Yếu mà. Không bắt được. Cái bộ bước một quan trọng lắm, đánh bóng nữ như thế. Không phải đối thủ. Mình đã quen đã. Một mình hai chấm ngon này. 17-8. Có cho ông chốc đêm về này phải bóp tay đi thầy ạ. Hôm nay toàn kêu đau tay mà cứ đi phát bóng chết. Tốt đấy. Quả đấy phải bắt lên đi. Bắt lên. Hay lắm. Hay lắm phải né ngay đi cũng chết đấy. Em kinh. Tổng mình thật đi. Trần Dương không ngoại sang nên cứ năn cành cho dân. Kinh. Hôm nay cậu uống rượu rồi cậu đi với em cứ sang giao lưu một cậu cười cười cứ nằm cánh ở sân. Này. May mà còn này. May mà này cụ này còn phát được bóng như không cụ này. Rốt cụ góc không xong mà chết rồi. Sân. Hai quả.
Chạm rồi. Kết thúc 3 set. 21-9 là set thứ 3.